Hello các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm con cá này, cá sốt cà nha các bạn. Giờ mình chỉ cần một trái cà thôi. Và me. Mình thì mình thích sốt me chua ngọt á. Nhưng mà mình sẽ đặt tên cái này là cá sốt cà đi. Giờ mình sẽ pha một ly trà chanh uống cho nó tỉnh táo, buồn ngủ quá. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài sân mình chiên con cá này và mình sốt cái cà. Đây mình chuẩn bị xong nguyên liệu rồi nè. Đây là gia vị, còn đây là tỏi, hành hành hương và cà. Rồi mình bắt đầu bếp lên nha. Các bạn xem nè, đứng ở đây chiên xào nấu ha. Đó, và nhìn lên là bông hoa và cây cảnh, chim đang hót. Trời ơi, không khí trong lành, mát mẻ. Wow. Giờ chiên con cá này. Cá này cá gì anh? Bluefish hả? Hay là ship hết? Ship hết. Hai các bạn, mình khoe với các bạn bữa nay mình có được mấy cái cây bạc hà nè các bạn. Xin của cái anh kia, anh bứng cho được mấy cây bạc hà nè các bạn. Mùa này mình sẽ có bạc hà ăn, mà không biết kịp ăn hay không nữa. Nếu không kịp ăn thì mình sẽ để cho nó lên và nó nhảy con, xong rồi mùa sau á, nó sẽ lên lại các bạn. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Được 7 cây bạc hà. Anh trồng gần gần hay anh trồng thưa ra vậy anh? Hả? 7 cây các bạn. Trời ơi, các bạn biết không, ở bên đây hả, bạc hà mắc lắm, 3 tép họ bán cho các bạn. Khoe với các bạn chút xíu là mấy cây cải của mình nè các bạn. Mà mình không biết là cải xà lách thứ Việt Nam hay là cải xà lách bự ở ngoài chợ nữa, mình cũng không biết nữa. Ông chồng của mình, ông mua ông trồng cho đã, ông cũng không nhớ là cái cải này cải gì luôn. Các bạn nhìn thấy thường không, bữa nay lên thấy thường dễ sợ luôn, lên mạnh rồi đó. Bữa nay trời ấm mà lên mạnh nè. Rồi mấy cây dâu này của mình nó bứng rồi, nó bứng đi hết rồi, nó bứng cho xuống đất hết này. Vì các bạn biết không, nó sẽ nhảy con nếu như các bạn để trên chậu này, nó không có nhảy nhiều. Đây nè, bên này ông cũng bứng xuống đất hết trơn rồi, để cho mùa sau nó nhảy ra nhiều á. Nè các bạn thấy nè, nó có một cái tay nè. Đây nè, cái tay này nè, nhảy con nè các bạn. Đó. Anh, cái này nó có tay là nó nhảy con nè anh. Nó, cây này có một tay một à. Kìa quá trời, cái đèn xuống. Nè các bạn thấy nó hườm hườm hết rồi các bạn ha. Đó, cá chiên. Cá chiên thì nó hơi tanh, cho nên mình chọn cách là đi ra ngoài sân chiên. Bây giờ ông xã mình chuẩn bị giật máy để cho nó nổ và bắt đầu cắt cỏ các bạn. Mấy cái cỏ này nè các bạn, ba cái quỷ cỏ dại, cỏ rừng, cỏ rú gì á các bạn. Có mới con tuần mấy à, tuần mấy à, mới vừa cắt bữa trước xong hai bữa sau là nó lên nhú 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 dài dài hết trơn các bạn. Cỏ nhà người ta tuần hai tuần nó lên nhìn mới nhiều, còn cỏ nhà này hả có hai tuần mà nó lên cao vậy đó các bạn. Mới hai tuần nó mà lên, chưa tới hai tuần nữa à, lên cao hết sợ luôn. Để một tháng chắc lên tới ngực quá. Nhìn ngon chưa các bạn? Đó. Sau khi vớt con cá ra thì bắt đầu mình sẽ làm tới nước sốt nha các bạn. Chiên tỏi và hành hương. Quá là thơm luôn. Cái hành hương này các bạn cũng thơm. Cái hành này là hành hương, rồi hành tím. Cấp sau này mình mới biết phân biệt mấy loại hành này chứ hồi nhỏ mẹ mình chỉ xài có loại hành tím mà, cho nên mình chỉ biết đúng loại hành tím mà. Mẹ mình mới thích xài hành tím thôi mà, còn hành hương mà không có xài. Mấy hành hương nó có sao của mình hỏi mẹ mình mới nói là hành hương không có thơm bằng hành tím nó thơm hơn. Hồi nãy mình chiên á, mình chở về con cá mở nó văng nè các bạn, mở nó văng. Rồi xong cái này là nước me.
me mình sẽ đổ vô đây để thử nó me là chua đi. Rất là chua các bạn ơi. Ví dụ mình sẽ đổ một ít thôi, chừa lại. Chứ nhà này mấy người này không ăn chua được, có mình ăn chua được thôi à. Chua quá. Rồi. Cái này là ớt bột nè các bạn. Ớt bột, bỏ ớt bột vô ha. Rồi đây là muối, góc bên đây là mình để muối nè các bạn, muối nè. Và hạt nêm nè. Rồi còn này là đường. Rồi mình sẽ bỏ một mớ này vô, rồi đường thì mình chút nữa mình sẽ thêm. Nếu như nó đủ rồi thì thôi. Nếu như nó chưa có vừa miệng thì mình thêm đường thôi. Thêm đường vô. Mình nghĩ là hết cái phần cái đường này nãy là mình múc 3 muỗng các bạn. Tại vì mình biết được đó là me mình dạo nó nhiều quá thì hả đường phải bỏ nhiều nó mới dịu lại. Chứ không là nó chua vậy lắm, ăn qua nổi. Chờ cái này nó sệt lại thì mình sẽ đi hái hành. Đi cắt hành. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi cắt hành với mình nha. Tại vì bên đây á, mình ăn cái gốc hành bên đây. Hành bên đây, bữa nay nó bự quá các bạn. Này nhìn các bạn. Bên đây cây hành nó mọc ú quay rồi các bạn thấy không? Quá trời luôn nè. Bự ú quay thiếu điều nó biết nói chuyện luôn á. Nè. Quá trời, nó đổ xuống luôn rồi nè các bạn ơi. Đây nè. Cái lá hành các bạn. Trời ơi, cái lá hành thiếu điều nó muốn nói chuyện luôn mọi người ơi. Để cắt thêm một cái này đi. Cắt bên này. Cắt cái cây bên này. Cắt thêm vài tép nữa. Đó. 3 tép hành. Thêm tép này nữa đi. Đó, 4 tép này là mình nghĩ đủ rồi đó. Các bạn thấy cái hành à? Bự không? Nó có bông luôn các bạn. Bông luôn các bạn. Bông luôn. Mình rửa cái hành của mình ngay đây để mình lấy nước mình xịt cho mấy cái cây dưới này luôn. Đó. Tại dưới này mình có trồng mấy cái cây đó các bạn. Ủa gì cây vậy? Rồi, khi mình quay lại là cái này nó đã sệt rồi nè các bạn. Giờ mình cắt hành vô luôn nha. Bạn nhìn cái cây hành bự gã không? Quá trời, nó ập quay luôn á. Đó, cái anh kia anh lại chơi anh hỏi là cây hành bự quá sao không cắt ăn đi để vậy nó hư chơi già hết. Thế mình mới nói là thứ năm này mình sẽ cắt vô mình hấp con gà các bạn. Mua con gà về bắt đầu mình hấp hành đó xong rồi mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Đó. Con cá nó đang nằm chờ đợi nè mọi người. Rồi bạn thấy ngon chưa, hấp dẫn chưa. Dưới lên cái đầu nó luôn các bạn, quá tuyệt vời. Trời ơi cái này đang chiên nóng vậy ha, đem ra ăn liền luôn là ngon lắm luôn các bạn ơi. Chồng mình nó mất làm chuyện rồi đó các bạn, nhìn thấy không, hấp dẫn chưa. Rồi mình quay góc này cho các bạn xem nè. Quá đã đúng không? Có cái ớt này, gấm lên đây cái nó trời ơi nhìn hết sảy. Đấu thui nhà hàng đó trời. Trời ơi. Các bạn nhìn thấy nè,
Con mũi nó bu ngay cái mặt của tôi nè, tôi quay cái camera lại tôi mới thấy nó đang hút nè. Các bạn thấy nó hút nó. Hi. Chết mày chưa đó. Mày dám hút máu tỷ hả cưng? Nè, đó. Ừ, hai. 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 Ăn no rồi đó. Chó. Hai đi, con hai đi. Không, không có đẩy cái ly nữa, bể cái ly, kéo cái ly vô. Kéo ly vô cho mẹ coi. Để cái ly ở đây nè, kéo cái ly lại đây. Đúng rồi, để đó đi. Cái bao tay này, bao tay làm nông á các bạn. Làm cỏ, làm vườn á. Nhưng mà do trời mưa, ô cái này, cái loại này thì hư rồi. Cái loại này nó bền các bạn, cái loại này là nó bền lắm. Cái này còn có con cái à. Bỏ luôn đi. Chừa lại cặp này thôi. Chừa này cặp này để làm cỏ. Để làm cỏ ở ngoài sau vườn. Rồi. Cái tô này, tô này là tô gì đấy không biết nữa. Thank you.